thuê bao này khá là xa mọi người nhé, tầm 400 m. Dồn dày đây ạ. Dồn dây để ném qua cái con suối ở đây. Đoạn này yếu quá. Bây giờ là 5 giờ rồi, dự kiến kéo có độ tầm. Ui, nước ở đây sâu phết đấy anh em. Đấy, mẹ bên kia triển khai một cái thuê bao ạ, lên bờ xuống ruộng là có thật anh em ạ. Đây, phải ném vòng qua cái dây như này. Đấy, thì tí nữa nó mới lên cái ngọn này.
Đoạn này hơi khó đấy. Đây, phải đi men theo cái đường này. Còn mỗi một tí. Ở những cái vùng ở trong này thì những thuê bao này nó có, nó thường rất là xa. Để triển khai có nhà đến tận 700 m. Đi qua những cái nơi như này. Mùa này nó hết nước, mình triển khai nó còn dễ. Đoạn này mới căng này. Thôi đi xuống bừa đi vậy. Tóm xong. Xấu lắm anh em. Không phải là phương án ơi. Ui đồ, mẹ, xấu lắm. Xin nữa lao đầu với cái cọc, cái cọc này. Toàn mẹ kéo xong mới thấy cái tủ cái thuê bao này, kéo xong mới thấy là cày nhỉ, mới thấy là hết hạ tầng rồi nhỉ.
Mẹ chán nhở, góc bên kia nó lại xa quá. Mười hai mười sáu cày vãi. Triển khai xong thôi mà. Vừa mới lên sự cố anh ạ. Hai mươi một đợt trước là ở cái trong cái khu này thì nó không có sóng cho nên mấy cái thuê bao mà nó bị sai nim ấy, mấy cái thuê bao sai nim là do không check được cái tín hiệu nên là phải đi ra bên ngoài kia không, cho nên là dẫn đến tình trạng nó bị sai đấu nối ấy, cái lúc đấu nối. Cày thật. Sắp đến nhà khách hàng rồi nhá. Còn một đoạn thôi. Mấy cây dây điện ở trên này thì anh em ném qua đây nhá. Từ đây thì chúng ta đo Google đi cho nó nhanh. Đo Google để biết chính xác cái xem cái khoảng này nó là bao nhiêu mét. Đây. Đây. Đây thì chắc dây khoảng tầm 70 mét được không? Không đến 50 mét.
359. Kéo mấy thuê bao này cũng hơi vất vả nhé. Một thuê bao như này được 70.000. Đây. Mẹ đeo quà. Chắc tí nữa buộc đeo nem nữa. Alo. Nhà chị ở đâu ạ? Nhà chị tên là gì nhỉ? À. Tivi bây giờ không xem được à chị? Tết. V2 nó báo mua cước, mua tiền cước à? Mua thì phải mua thôi chị. Hoặc là chị cái đấy phải mua 10.000 một tháng. Hôm đấy em cài miễn phí hình như được 1 tháng hay 2 tháng gì đấy. Vâng. Mua chị bảo quy nó lên nó làm cho nhập cái tài khoản đăng ký là được mà. 10.000 thôi. Cái tivi thông minh 10.000 thôi. Vâng. Vâng, báo với Quy đấy. Vâng. Ba ơi. Nhà mình lên nhà chuột đó, ba nhỏ. Nhà chuột lên nhà. À. Đây, đường dây điện của khách đây. Phải lên nhỉ.
nhấm nhọt. Vâng. Nhất lên nha bạn ơi. Vâng. Đi sẵn lên lên đi. Chú kéo cái dây qua các ngay. Nhặt lấy nữa có ngay nha chú. Nhặt lên em ạ. Ôi cao rồi. Kéo dây là lại hết đâu đấy 30 phút rồi anh em ạ. Đấy. Mất thời gian lắm. Ở mấy cái điểm vuông góc như này thì anh em bện hai đầu vào nhá. Anh em cứ ướm khoảng độ cách khoảng độ tầm 20 phân so với cái cột này là được. Là lúc mình lên mình kéo dây lên là nó sẽ vừa. Cái dây bện này thì khoảng độ tầm 1 mét. Cái điểm bện nó sẽ là 30 phân. Đấy, anh em đàn đi đàn lại nhau thôi. Đấy, khoảng này thì anh em cũng để khoảng độ tầm 30 phân vào cái khoảng độ võng của cái hai điểm chốt này. Anh em không nên để quá dài nhá, để quá dài nhiều thợ điện lực họ lên họ lại tận dụng luôn cái đầu đấy, họ lại buộc dây. Để ngắn anh em cũng không nên để ngắn quá, trường hợp mà bị kéo ấy
Trường hợp mà bị xe kéo thì cái điểm ở giữa này là nó bị đứt luôn. Đây anh em buộc một vòng như này thôi. Buộc một vòng như này. Cứ kéo đầu này thì cái dây này nó sẽ, cái điểm này nó không phải là điểm, cứ mà anh càng kéo nó càng thít lại. Lúc nãy đo trên Google là 340 mấy mét đấy. Mấy mùa này nó còn dễ kéo. Thời tiết mà nắng nóng mà anh em kéo thuê bao 300-400 mét làm sao đứt hơi. Đường vừa nãy xuống đây. Hiểu cái dây leo kinh quá.
Mấy cái cột ở đấy không ai trèo bây giờ hay sao? Này bên tư vấn viên họ đấu nhiều thuê bao quá anh ạ. Mấy thuê bao những cái con đường tơ lụa này. Xấu lắm. Ở cái khu này thì nó ít hay bị sự cố lắm anh ạ. Lý do thì những cái cột điện là hay đi đằng sau. Những cái cột điện hay đi đằng sau khu vực nhỉ, khu vực dân cư. Cái thứ hai nữa là hạ tầng ở đây cái hạ tầng ở bên đây thì đợt trước là bên đối tác họ làm họ đi rất cao, hầu như những cái đường dây điện là gần sát cái đầu dây của Viettel ấy, đi gần sát với dây điện. Ui, ở đây nhiều châu chấu lắm anh ạ. Đi gần sát với cái tủ điện, cái dây điện ấy, cho nên là nó ít bị đứt dây lắm. Hầu như ở đây là
độ 200 thuê bao thì ít khi phải vào trong này. Trong này nó cũng cách xa trung tâm lắm. 30-40 cây số cơ. Nếu mà đi vào trong này phải mất cả buổi. Đấy, ví dụ đây thuê bao. Thuê bao này triển khai từ lúc 5 giờ này. Bây giờ là gần 6 giờ rồi. 6 giờ kém 10 rồi. À, còn hai khoảng nữa là đấy. Được cái triển khai nó hơi vất tí nhưng mà sự cố lại sau này nó lại ít. Một tháng thì nó chỉ mấy thuê bao, một hai thuê bao. Lâu lắm mới triển khai thuê bao xa như này. Đường lại đi nó vất vả.